Khoan ơi, dừng xe cho thằng đại ca này đi thử một vòng đi. Cái gì? Thằng đấy tuổi gì mà đòi đi xe của em? Giỏi thì tự lấy tiền đi mua đi. Đây là xe của em không cho đâu. Mở đi. Wow, ui, đẹp thế. Rồi, xuống xe đi em ơi. Anh ra đi để em tập. Từ từ, bây giờ ấy, mày phải nhìn anh mày thể hiện một hai vòng đó, xong là mày mới biết đi. Chứ bây giờ mày đã biết đi đâu mà mày đòi tập. Mày không sợ vỡ đầu à? Mày không sợ vỡ đầu à? Không sao đâu, em thấy bạn em đi dễ mà. Dễ cái gì mà dễ? Tao thấy mấy cái thằng bạn của mày đi viện suốt đây. Mày không biết sợ à? Dạ vâng, thế anh đi đi để em xem. Ờ, thế thì mày đứng ở đây mày nhìn cho kỹ vào nhá. Anh chỉ thể hiện cho mày xem một lần thôi đấy. Dạ vâng. Phiu đấy. Như này là sắp ngã mày phải lấy chân chống xuống nhá. Không là mày úp mặt xuống đất đấy. Bây giờ mày nhìn anh mày bốc đầu nhá. Anh chỉ người lớn mới bốc được đấy, mày trẻ con không bốc được đâu. Mày nhìn cho kỹ à. Ui, nhìn thích thế. Sao anh giỏi thế? Em muốn lắm rồi, cho em đi đi. Rồi mày đi đi. Có biết lên xe không đấy? Có ạ. Lên, mày lên xe nào. Đạp xe nào. Ôi, không được rồi, không được. Mày phải đi cẩn thận vào. Giữ thăng bằng vào. Đi đi. Đạp đi. Chân này đạp lên, chân sau đạp tiếp. Đạp đi. Mạnh vào, cẩn thận ngã vào. Mạnh vào. Giữ cẩn thận vào nhá. Mày. Anh thả đi, em biết đi rồi. Đi được thật chưa? Rồi. Thì anh thả nhá. Cẩn thận ngã đi nhá. Vâng. Thằng này học nhanh thế nhỉ? Đi đi một tí là đã biết đi như thế này rồi. Ô, thằng Khoai với anh nó đang tập xe kìa. Mình ra xem đi. Đi. Đi cẩn thận đấy, đừng có bốc đầu nhá. Em chào anh nha. Ừ. Anh cho thằng Khoai tập xe à? Ừ, đúng rồi. Cho bọn em xem với nhá. Ừ, chúng mày cứ xem đi. Bao giờ mình mới có xe đạp đi nhỉ? Nhìn thích thế. Đại ca ơi, hay là đại ca bảo anh của anh Khoai cho đại ca thử một vòng đi. Anh ơi, hay là anh cho em đi thử một vòng đi. Ừ, thế để anh bảo thằng Khoai nó dừng xe đã. Vâng. Khoai ơi, dừng xe cho thằng đại ca này đi thử một vòng đi. Cái gì? Thằng đấy tuổi gì mà đòi đi xe của em? Giỏi thì tự lấy tiền đi mua đi. Đây là xe của em không cho đâu. Cho tao mượn đi một tí không được à? Mày cái xí thế. Mày đi tí hỏng xe của tao, mày lấy tiền đâu ra mà đền? Hỏng thì tao không biết mua cái mới cho mày à. Thôi mày đừng bốc phét nữa. Nghèo như mày làm gì có tiền để đến cho tao. Nghèo thì im mồm đi. Còn mày đặt tập xe đạp. Ơ, Khoai, sao mày lại nói với bạn mày như thế? Mày xuống xe cho bạn mày đi một vòng không được à? Xuống đi. Xuống. Không. Xuống. Không. Mày cho nó đi một vòng không được à? Không. Thế mày có xuống không? Không à. Tao đánh bây giờ. Đây, xe đây, cho nó tập đi. Từ giờ đừng gọi em là em trai nữa. Gọi nó là em trai ấy. Này. Thôi, không nữa. Anh không cho thằng đại ca kia tập nữa. Em ra kia tập đi. Đứa không được đi xe, leo leo. Thôi hai em thông cảm nhá. Thằng Khoai nó khó tính lắm.
Có gì đợi hôm nào thằng Khoai nó không ở nhà thì anh cho tập sau. Dạ vâng. Thế anh em mình về đi sắm đi. Đại ca bị làm sao đây? Sana, lên xe đi. Đại ca bị làm sao ấy? Đại ca có xe đâu mà quên. Ren, lên xe đi, nói nhớ nhờ. Ren. Lên thì lên. Ren. Em ngồi đâu? Ngồi đằng sau tao ấy. Dạ vâng. Ren. Thế đại ca đi. Bám chắc vào nha. Vâng. Tính đi. Cái gì đấy sẵn? Đại ca mua gì đây? Như kiểu là đi xe máy ấy. Cứ kêu nó này, green. Ồ thế à? Mà sẵn ơi, nay tao nằm mơ nha, tao có một con xe máy điện đẹp lắm, đi sướng lắm. Có khi nào giấc mơ của tao thành hiện thực không? Thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Đại ca đừng có mà ngáo nữa. Chắc là tao sắp có tin vui rồi sẵn ạ. Có ai gọi này? Ôi, bố gọi. Alo, bố à? Con trai à? Con đây. Các con đang làm gì đây? Con đang ở nhà thôi mà. Hai con ra đằng sau nhà, bố có một điều bất ngờ dành cho hai con nhá. Ui, điều bất ngờ à bố? Nhanh lên nhá, vâng, dù vâng, cả vâng. Em Sắn đi cùng luôn nhá. Vâng. Ui, Sắn ơi, bố có điều bất ngờ cho mình ấy. Đi, xem có bất ngờ đi, đi. Ôi, con chào bố nhá. Chào con. Ra đây. Bố cho con một điều bất ngờ nhá. Vâng, điều bất ngờ gì ấy bố? Con Sắn rồi. Hai con nhắm mắt lại nhá. Vâng. Chuẩn bị nhá. Vâng. 2, 3, mở mắt ra xem nào. Đây. Cái gì đấy bố? Thì đây là quà của con đây. Các con nhận đi. Cái gì? Con có phải trẻ trâu đâu mà tặng cái đồ siêu nhân này. Thôi, mình đi về đi Sắn ơi. Đúng rồi, con không phải trẻ con đâu. Đây. Làm gì mà hai con nóng tính thế? Ra đây nhắm mắt nhá. Nhắm mắt lại lần nữa nhá. Bây giờ bố sẽ biến cái con xe máy này thành một cái xe máy to thì các con có nhận không? Nhưng mà bố phải làm thật nhá. Làm thật luôn. Vâng. Bố làm phép thuật một phát là ra một con xe to gấp 1 tỷ lần với con xe này nhá. Vâng. Rồi nhắm mắt đi. Mở đi. Wow. Ui đẹp thế. Wow. Yeah. Thấy cái gì đây chưa? Các con biết đây là cái gì chưa? Đây hình như là xe... Đây là xe máy điện. Xịn chưa? Xịn lắm bố ạ. Đấy, bố bảo phải gấp 1.000 lần so với cái xe kia mà. Bố đúng là bố của con. Các con ở nhà ngoan thế này thì sao mà bố lại không mua cái này được? Cái này có hơn gần 20 triệu thôi mà con. Đẹp không? Đẹp lắm bố ạ. Rồi, mang ra đây để mình cùng nhau ngắm nhá. Vâng. Bố đi làm thuê 5 tháng, nửa năm mới mua được con xe này cho con đấy. Đẹp không? Đẹp lắm bố. Con nhìn đi. Chạy xung quanh nhìn xem nào. Thế bố cho con đi thử thế nào? Đạp ở chỗ nào ấy bố? Làm gì có bàn đạp, đây là xe máy mà. Có phải xe đạp đâu mà đạp. Thế bố đi thử con xe nào. Ra để bố hướng dẫn con đi nào. Nó là như thế này. Vâng, cái xe máy này á là có một cái chìa khóa riêng này nhá. Vâng. Cắm vào đây này. Ui, đấy. Văng phát. Ok, có còi luôn. Đấy, có chưa? Có. Khoai ơi, mày đợi đấy. Có cái xe đạp khẻ mới cũng không cho tao đi à? Phát này á, bố tao lấy cái xe máy đẹp đẹp này về thì trắng mắt luôn. Bây giờ thế này nhá các con nhá. Vâng. Bây giờ vặn rồi thì là mình sẽ vặn ga ở đây nhẹ nhẹ thôi nhá. Vâng. Nhìn bố đi này. Nhìn nhá. Đấy, các con ra đây bên này với bố nào.
À, các con lên xe luôn đi, cái này đèo được thoải mái. Lên luôn. Lên. À, sướng quá. Hay không? Sướng quá. Đấy. Đấy, cái này không cần phải đạp nhá. Vâng. Bố sẽ là đánh võng ở đây cho các con xem nhá. Đấy. Nào, bây giờ được rồi, bây giờ các con xuống xe đi. Ai đại ca với lại con Sắn thì ai là người biết đi xe giỏi nào? Để con đi cho bố. Thế thì cho đại ca đi nhá. Sắn thì còn nhỏ quá không đi được nhá. Đeo em Sắn đi. Lên xe. Biết đi chưa con? Để con thử xem nhá. Đi đi. Sao vặn ga không được ấy bố? Làm sao đấy? Đấy, con phải vặn cả chìa khóa này nữa. Phải vặn sang bên này. Đấy, bây giờ là đi rồi đấy, vặn nhẹ nhẹ thôi. Ôi giời ơi, từ từ thôi, vặn nhẹ nhẹ ra thôi. Ôi giời ơi. Nào đi em nào, đi nhẹ nhẹ tay thôi. Nhẹ nhẹ tay thôi. Đấy, đúng rồi, giỏi lắm con trai ơi. Nào đi nào, bố giữ đằng sau cho. Vâng. Ở nhà trước là không biết được mà nhỉ? Con biết một tí rồi. Đi đánh bóng thế nào? Đi bóng tám thế nào? Wee. Sắn ơi, giống như giấc mơ của anh rồi. Thằng Khoai với anh nó kìa. Đâu. Kìa. Thì bây giờ mình lấy cái xe này ra xong rồi cho nó biết anh em mình là như thế nào nhá. Ừ. Mày đợi đấy. Xem xe ai xịn hơn. Thế hai em lấy tiền đâu ra mà mua xe đẹp thế? Bố em mua cho anh ạ. Đi xe đi. Đi xe đi, mày làm sao ấy? Đi. Anh ơi, em đi về đây. Em không ở đây nữa. Ôi, chào anh ơi. Đến tàu kinh nhanh đi về đây. Em ơi, mày thấy sự lợi hại của tao chưa?